cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Bây giờ mình gọi cho canh rong biển cho nó dễ đi cả nhà, canh rong biển tôm đi ha, cho nó dễ nói đi ha. Cái này là rong biển khô cả nhà. Đó, mình chút xíu là mình sẽ cắt ra. Mình cắt ra mình ngâm một chút thôi cả nhà. Mình coi trên mạng á cả nhà, cái đây là mình học nấu lần đầu tiên nha. Đây. Mình mới học lần đầu tiên thôi cả nhà ơi. Người ta kêu ngâm một chút thôi đó, mình ngâm vô đây thôi cả nhà. Rồi mình chế nước cho mình ngâm, nó nở ra dữ lắm. Bao nhiêu đây là nấu chắc cũng được vài nồi canh đó cả nhà. Rồi thứ hai, đậu hũ non. Rồi cả nhà, nó về tôm. Tôm thì mình mua con tôm nó to quá. Nên bây giờ mình cắt cái đầu tôm này, mình nấu cái nước canh cho nó ngọt cả nhà. Đó, kỳ tử. Mình bỏ kỳ tử vô với đầu tôm mình nấu nước cho nó ngọt trước cả nhà. Chứ bây giờ cái đầu tôm nó ngon quá sao bỏ được, phải không? Mình cắt sâu sâu xuống một chút. Rồi bắt đầu tôm. Tôm bắt đầu là mình bỏ vô cối xay, mình xay cả nhà. Đây bây giờ mình bỏ vô cối xay này cả nhà. Mình bỏ một chút tiêu, một chút ớt bột, một chút hạt nêm cà no, một chút đường, một chút muối, một chút bột ngọt. Rồi bắt đầu mình xay. Đó. Thay vì mình không có máy xay thì mình băm cả nhà. Thì bây giờ mình có máy xay thì mình xay. Rồi cả nhà mình bỏ vô xay nhuyễn. Đó, cả nhà xay nhuyễn theo ý thích cả nhà. Cả nhà muốn nhuyễn nữa thì nhuyễn, cả nhà không muốn nhuyễn nữa thì thôi, tùy ý cả nhà nha. Đó, nhưng mình là phải nhuyễn một miếng nữa. À, rồi bắt đầu cả nhà đổ ra cái thố. Rồi mình đưa cho cả nhà xem nó nở như thế này rồi cả nhà. Đó, nó có rong rong biển nhỏ, rong biển lớn, nó có nhiều loại lắm cả nhà. Đây là rong biển để dành nấu canh. Nó to như thế này. Xả đi xả lại nhiều nước nha cả nhà, chứ đừng có mà rửa sơ qua cả nhà. Nó có cái mùi tanh của rong biển á, mình xả qua xả lại nhiều nước, đại khái là xả qua xả lại nhiều nước, chứ còn cái tanh của rong biển thì chắc không hết được đâu. Nhưng mà mình phải xả đi xả lại nhiều nước nha. Rồi bây giờ mình tiến hành đó, thịt tôm xay của mình nó đã tơi như thế này nè cả nhà. Xong rồi mình đổ ra cái tô. Mình đổ ra cái tô. Giờ này mình làm đồ ăn mà chưa có đồ ăn cả nhà, đói bụng quá. Mình ăn hũ cốc. Hũ cốc hạt sen cái gì bột sen gì nè cả nhà. Nè. Mình mua hũ cốc về đây mình ăn nè cả nhà. Một ly như gì nè là mình ăn là chắc no. Rồi có cơm nữa là vừa. Cả nhà ơi. Xong rồi bắt đầu là thêm một quả trứng nha cả nhà. Một quả trứng này á, là không lấy chồng đỏ cả nhà ơi, chỉ lấy chồng trắng thôi. Đó, chỉ lấy chồng trắng thôi cả nhà. Đây, một quả trứng nè, lấy chồng trắng thôi nha. Rồi cái chồng đỏ mình để đây, chút nữa mình làm cái gì đó mình la cót lên rồi mình húp. Rồi à, một muỗng canh bột mì, bột 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 năng cũng được, bột bắp cũng được cả nhà. Đây một muỗng canh bột, cái này là theo mình nghĩ là chắc nó để cho nó kết dính đó cả nhà. Rồi cả nhà quậy đều lên, đánh trứng nè, đánh bột nè, cho nó tan đều lên cho nó có sự kết. Xong rồi cả nhà dò viên theo ý thích cả nhà nha. À, cả nhà muốn to thì to, muốn nhỏ thì nhỏ, tùy tùy thích cả nhà nha. Đó. Rồi bây giờ mình đi sắc đậu hũ non cả nhà, mình đi sắc đậu hũ non theo ý thích cả nhà, to nhỏ theo ý thích cả nhà nữa nha.